Lan Dương Chu Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Ngày hôm nay là buổi tối ngày 6 tháng 12 2018 ạ. Và em thì có một ít hàng, đây là hàng gieo hạt nhá. Đây chính là phi điệp Hồng Ngọc Thiên Sứ. Đấy. Những cái cây như thế này em bán 70.000 một cây. Cái bông hoa này thì đấy gọi là, người ta hay còn gọi đó chính là phi điệp rồng lửa đấy ạ. Đó, em bán 70.000 một cái khóm này, một cái cốc như này, dài khoảng từ 7 cho đến 10 cm đấy, có thể dài hơn một chút. Đối với những cái cây mà hai thân như này thì em bán 80.000 này, nhưng mà hai thân thì không có nhiều. Đấy, những cái cây là hai thân ba thân lít nhít như này để bán 80.000 thôi. Hôm nay không có nhiều thân đâu, đây này có mấy thân, bốn thân đấy, đây ạ, 70.000. Đó. Và đây chính là phi điệp năm cánh trắng. Tỷ lệ thì là hàng gieo hạt thì cái tỷ lệ của nó sẽ là giống mẹ là 70-80% nhá. Cái dòng này thì còn rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Cô chú anh chị mua về thì chúng ta có thể vớt lấy ra và chúng ta trồng. Đó. Những cái như thế này 80.000 một cái, hai cái, hai thân, 70.000 một thân thôi, mà hàng thì không có nhiều đâu ạ. Hàng thì không có nhiều lòng hai thân đâu. Và ngày hôm nay thì chỉ có số lượng là mỗi thứ là 100 thôi, nên là cô chú anh chị nếu mà yêu thích cái dòng này thì hãy liên hệ với em luôn nhé. Phi điệp Hồng Ngọc Thiên Sứ và năm cánh trắng này. Và đây chính là trầm này. Trầm tím hay gọi là trầm rồng lửa đây. Đó, rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, bé lắm, 2-3 cm, rụt rịt nhá, rất là rụt luôn, đã thắt ngọn rồi các bạn, đáng yêu quá, đẹp bé xíu, 70.000 một cốc. Đấy, số lượng ngày hôm nay có khoảng tầm 20 cốc nữa thôi, bán gần hết rồi. Đó, hôm nay vừa mới về mà mọi người đặt nhiều quá là nhiều, thế là hết. Và đây là còn có một dề Trần Tuấn này. Dề Trần Tuấn này thì em bán là 400.000 dề này này. Còn cái phần này này, cái dề này, dề này nó cho trồng được một giò đấy, xinh lắm. Em bán là 201 này. Còn cái này em bán 220 đi. Đấy. Bán 210. Đấy, 201, 220 và đây là 450 này. Đó. Ở chỗ khác em thấy mọi người bán là 2 triệu một cân đấy. Đấy, cái dòng này rất là quý và hiếm đúng không ạ? Hoàng thảo đùi gà em bán giảm giá ngày hôm nay còn có 180.000 một cân. Hàng rất là tươi và mới nhé, hoàng thảo đùi gà. Cái dòng này thì ghép cũng được mà trồng vào giá thể cũng được ạ. 180.000 một cân ạ. Kiều mỡ gà hôm nay thanh lý giảm giá còn 180.000, hàng còn đẹp nhé cả nhà nhé, hàng không phải là hàng xấu đâu ạ. Em giảm giá hết bởi vì dân người ta lấy đến nhiều quá, em bán giảm giá đi để cho cô anh chị, chú anh chị cùng sưu tầm và em sẽ nhập hàng mới. Đó, hàng thì còn rất tươi luôn, không phải là hàng xấu đâu nhá. Ngọc thạch đấy ạ. Ngọc thạch em bán giao lưu với cả nhà, ngọc thạch Lào này em bán giao lưu với cả nhà, giá ngày hôm nay là 160.000, giảm giá rồi đấy ạ, từ 200.000 xuống 160.000 này. Đây ạ, cả nhà có thể nhìn thấy giá rất là tươi, và cô chú anh chị nào mua 3 cân em bán 150.000 một cân ạ. Đây là hoàng thảo long nhãn này, đấy, thân tím này, rất là đẹp đúng không ạ? Em bán hoa màu vàng, hoa nở vào tháng 7 dương lịch ạ. Em bán là hôm nay em bán giảm giá là 120.000 một cân ạ. Một chỗ này có khoảng tầm 3 cân nhá, 120.000 một cân. Kim điệp thơm này, kim điệp thơm hôm nay em bán giảm giá còn có 150.000 một cân. 150.000 một cân nhá cô chú anh chị ơi. Hôm nay chỉ có khoảng tầm 5 cân nữa thôi, nên là cô chú anh chị nào yêu thích thì hãy sưu tầm đi ạ. Hôm nay em bán giảm giá toàn bộ cửa hàng luôn ạ. 150.000 một cân. Hoàng thảo vôi Bắc này, hoàng thảo vôi Bắc vừa mới về. Được một ít thì em bán giao lưu với cả nhà, giá là 300.000 một cân ạ, hoàng thảo vôi nhá, đây ạ. Đâu, đây là long nhãn chứ. Đây là hoàng thảo vôi. Cô chú anh chị nào mua 3 cân em bán 280.000 này. Hoàng thảo vôi này. Quế tím ngày hôm nay em bán giảm giá còn có 160.000 một cân quế tím ạ. Rất là đẹp luôn, và cái dòng này thì rất là dễ thuần thoại. Đó, cô chú anh chị nào mà chưa có cho mình cái dòng quế tím này thì hãy sưu tầm cho mình một giò đi ạ. Đó, 1 cân 160.000 này. Rất xinh luôn, tươi lung linh luôn ạ. Đó, quế tím 160.000 này.
Hoàng thảo lông trắng số lượng là 2 cân, em bán là 500.000 một cân thôi ạ. 500.000 một cân hoàng thảo lông trắng nhá. Đây, thân của nó là hoa của nó màu vàng và nó còn đang có nụ rồi đấy ạ. Đó. Hoàng thảo lông trắng này thì chúng ta, cô chú anh chị nào ở dưới miền xuôi á, thì khi mà mua với em thì chúng ta hãy trồng bằng sơ dừa vỏ thông này, và ở trên thì chúng ta sẽ rắc một ít rêu lên để giữ ẩm cho cây. Và cái dòng hoàng thảo lông hoa màu vàng nở vào mùa xuân này thì chúng ta có thể trồng vào đó, như em đã vừa hướng dẫn ạ. 500.000 một cân ạ. Hôm nay em bán giảm giá kịch sàn luôn ạ, em bán giá gốc luôn ạ. Giá hương đuôi chồn hôm nay bán giảm giá còn có 230.000 một cân, hàng đẹp nhá. Giá hương đuôi chồn ạ, hoa rất là sai hoa và là cái dòng giá hương duy nhất có rất là nhiều hoa đúng không ạ? Cái dòng này sai hoa rất là nhiều luôn ạ. Hoa của nó màu tím trắng rất là đẹp. Giá hương đuôi chồn này thì chúng ta trồng vào giá thể cũng được hoặc là ghép vào gỗ cũng được ạ. Tiếp theo là giáng hương đuôi cáo, 250.000 một cân giáng hương đuôi cáo ạ. Hồng giáng hương đuôi cáo là hồng dòng hoa nở vào tháng 5 cho đến tháng 7 dương lịch. Em bán 250.000 một cân. Ngoài ra thì em có hai cái khóm cáo xếp này, có cây cáo tím này, có cả cây cáo tím xếp này. Xếp rất là xinh được không ạ? Đó, cáo tím này. Đây nữa. Rất là đẹp được không ạ? Đấy. Mỗi bụi này em bán là 260.000 ạ. Có hai khóm nhá. Là cáo xếp này, đó, rất là nhiều cây đúng không ạ? Em có hai bụi này em bán 260.000. Đó, 260.000 đây là hai bụi là cáo xếp nhá cả nhà nhá. Hai bụi mỗi bụi là 260.000. Tiếp theo là hoàng thảo sơn thủy tiên, hàng 100% là thân tơ ạ. 100% là thân tơ luôn ạ. Chắc là 90% thôi em nói. Đây ạ, rất xinh đúng không ạ? Đây, cái nào nó cũng là thân tơ chứ không phải là em nói điều này. Đây này. Đấy, đây nữa. Ở dưới cũng thế, là cái nào cũng vậy đây này. Đấy, toàn thân tơ thôi. Em bán là 230.000. Sơn thủy tiên cái lô này. Cái lô này thì cô chú anh chị nào mà mua ấy thì thực sự là rất là ưng ý luôn ạ. Số lượng em ngày hôm nay chắc khoảng tầm 10 cân nữa thôi. Bởi vì hôm nay cô chú anh chị mua rất nhiều luôn, bởi vì hàng về muộn đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp luôn, sơn thủy tiên hoa vàng họng nâu đen này. Chuỗi ngọc ngày hôm nay em bán giảm giá 180.000 chuỗi ngọc. 180.000 một cân chuỗi ngọc, hàng xanh ngắt luôn. Đấy, cái dòng hoa rất là xinh luôn. 180.000 một cân. Chuỗi ngọc này. Hoàng, đây là mạc xuân em bán là 90.000 một cân mạc xuân ạ, số lượng là 10 cân ạ. Ngày nào cũng có mạc xuân và ngày nào cũng có hàng để bán được không nào? Đây chính là hạc vĩ thiên cung đấy ạ. Đó, hạc vĩ thiên cung này là 100% là thân tơ. Cái dòng này hoa sai và hồng rất là xinh đúng không ạ? Và cái dòng này rất là sai hoa luôn. Và nếu mà cô chú anh chị chưa có cho mình cái dòng này thì hãy liên hệ với em ngay đi ạ. Số lượng là không có nhiều đâu nhá, em chỉ có khoảng tầm 25 cân dành cho 25 cô chú anh chị thôi ạ. Em bán giá là 300.000 một cân. Cô chú anh chị nào mua 5 cân em bán là 280.000 ạ. Giá càng nhiều thì sẽ được càng mềm hơn. Đó, hạc vĩ thiên cung để em sẽ vào gần để em quay cho cả nhà cùng xem nhé. Đây ạ, rất là đẹp luôn ạ, tươi mơn mởn luôn. Và tiếp theo đây chính là trầm vàng đấy ạ. Trầm vàng, cái dòng hoa trầm màu vàng ở trong họng của nó đen rất là xinh đúng không nào? Em có up ảnh lên trên Zalo và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và cái dòng này cũng rất là nhiều thân tơ nữa cả nhà, rất là nhiều thân tơ nhé. Em bán là 320.000 một cân trầm vàng ạ. 320.000 một cân thôi nhá. Năm ngoái là bán là hơn 500.000 mà không có hàng để bán cơ. Năm nay thì có mình lấy được nhiều hàng và giá nó vừa hơn thì em sẽ bán giao lưu với cả nhà giá rẻ hơn ạ. Hoàng phi hạc hôm nay em bán giảm giá. Hôm nay em bán giảm giá để giao lưu cùng cả nhà và cho đi hết luôn, bởi vì là lại có thêm một lô đang đi về nữa. Nên là em sẽ bán giao lưu giá rẻ cùng cả nhà luôn ạ. Đây là hạc, đây là hoàng phi hạc này. Đấy, hoàng phi hạc nhé cả nhà nhé. Ngày hôm nay em bán từ 200.000 xuống còn 150.000, em bán giá gốc cho cô chú anh chị cùng sưu tầm luôn ạ. 150.000 đấy ạ, hàng rất tươi và mới luôn đấy ạ. 150.000 một cân hoàng phi hạc nhé. Và em có một cây mỹ dung dạ hương đấy ạ. Mỹ dung dạ hương, cây này em bán giao lưu với cả nhà giá là 400 đấy ạ.
Thực ra là ôi cây này này, cái rễ của nó vẫn bám vào đây này. Cây này thì cô chú ấy chị có thể nhìn thấy là cây mẹ của nó đây này. Đó. Và nó có thêm là ba cây con ở giữa nữa. Đấy. Ba cây con ở giữa này. Đó. Em bán là 400.000 ạ, Mỹ Dung Dạ Hương cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng này. Đó, Mỹ Dung Dạ Hương có một cây duy nhất thôi ạ, 400.000 nhá. Và em có một ít hàng thanh lý đấy ạ. Đây chính là một cân hoàng lạp này, một cân hoàng lạp rất là xinh luôn ạ, hàng còn rất là tươi nguyên nhá, không phải là hàng xấu đâu ạ. Đó, em bán là 100.000. Đấy, chỗ này là 100.000 này. Hoàng lạp là 100.000 nhá. Một cân tươi ra giói luôn này. Hàng không xấu nhá, cả nhà lưu ý cho em là hàng không xấu ạ. Đấy. Tiếp theo là sơn thủy tiên này, cả nhà có nhìn thấy là nó không phải là hàng xấu đâu ạ. Đấy. Hàng sơn thủy tiên thì chỗ này có 2 cân 8 đây, hàng này là những cái thân già đây. Cái rễ này là em nghĩ là không cần phải ấy đâu. Chúng ta ghép vào như này thì sau này nó sẽ mọc rất là nhiều thân tơ. Đó. Chỗ này có 2 cân 8 này, 2 cân 8 em bán 400.000. Rơi vào chưa đến 150.000 một cân đúng không ạ? Đó. Sơn thủy tiên hoa vàng họng nâu đen và còn hoàng lạp là hoa vàng họng nâu này. Và tiếp theo thì em có 4 dề sơn thủy tiên thì em sẽ điểm ra danh qua nhanh thôi ạ. Dề số 1 em bán 150.000 ạ. Dề số 1 150.000 dề số 1 đấy ạ. Dề số 2. Dề số 2. 170.000 đấy ạ, dề số 2 nhá đấy ạ. Dề này xinh đấy. Dề nào cũng xinh. Dề số 3 250.000 đấy ạ. Dề này thân dài cũng khá to này. Dề số 4 cũng 250.000. Đó, em có 2 dề, có 4 dề này em quay nhanh thôi. Nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn xem kỹ hơn thì có thể Zalo em nhé. Và tiếp theo ạ, đây em có một cặp cây cáo tím đã. Hôm nay cô chú anh chị bảo là xuống để lấy nhưng mà lại chưa thấy xuống thì là em lại bán đi luôn. Nhá, giá cũ này em bán 600 này. Nhưng mà giá này em bán 450 thôi đấy ạ. Đấy ạ. Đó. 450.000 hai cặp này đấy ạ. 1 2 3 4 5 này, cây cáo tím như lá tím nhất đấy ạ. Đây cũng lá tím luôn, giống tại vì sao em buộc vào, tại vì em thấy nó rất là giống nhau nên là em muốn buộc vào với nhau để cho cô chú chị nào cùng sở hữu. Đó là chính là hai nàng tiên nữ luôn ạ, rất là xinh. Số 2 này cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Số 2 em bán 200.000 này. Cá nguyên bản đấy ạ. Đó. Số 3 này em bán 180.000 này. Số 3 180.000. Đó. 1 2 3 4 5 này. Số 4 em bán 500.000 đấy ạ. Số 4 nhá, 500.000 là có ba cây này. Đây. Ba cây cáo nguyên là ba cây cáo trên này này. Đấy. Đây cây số 1 2 3. 1 2 3 này. Cả cặp lá nữa là 4 3 rưỡi này. Đây cũng có 3 cặp này. Ở bên này nữa cũng thế. Nhưng mà đó đều là cây cáo tím. Nó hồng đây à. Em quay buổi tối như này cả nhà vẫn nhìn thấy đúng không ạ? Số 5 em bán là cái gì đấy? 350.000 ạ. 2 cây. Đã. Số 6 này. Số 6 em bán 500.000. Một cái cặp rất là đẹp. Cũng là cặp cáo tím nhất đấy ạ. Đấy, bản lá cứng rất là thẳng luôn đúng không nào? 500.000 này. Số 7 em bán 200.000 một cặp đây. Đấy. Và đây là cái dề đùi gà này. Dề đùi gà này em bán là 300.000. Dề này. Dề to này là 300.000 này. Chúng ta mua về chúng ta treo thôi ạ. Dề này em bán 150. 150 dề số 2 này. Đó. Và trên đây em vừa giới thiệu qua một vòng những cái mặt hàng em có trong buổi tối ngày hôm nay. Thì cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe thì hãy kết bạn Zalo với em Thảo theo số điện thoại 0965 495 087 hoặc là số điện thoại Vina là 0848 626 228. Em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo ạ.